Yeah, tiếp theo là chương trình của Bidwell. Dù bạn là ai đi nữa thì bạn vẫn có thể tỏa sáng. Ông ấy đang nói con đó bạn. Được rồi các bạn, chúng ta hãy cùng hát minh đi. Bolton. Ông John. Cái gì vậy? Bình cái nhà bếp của tôi hết rồi. Nhà phát minh hả? Mày chỉ là thằng xài đồ thừa của người khác và là con trai của kẻ rửa chén thôi. Rodney à, hãy nhớ là đừng bao giờ bỏ cuộc. Ba tin con mà. Rodney sẽ theo đuổi ước mơ của mình như thế nào? Đón xem Thế giới người máy. Phát sóng lúc 20:30 thứ sáu ngày 25 tháng 10. Phát lại cùng giờ vào thứ bảy và chủ nhật tuần tiếp theo trên kênh HTV3.